Xin kính chào cô chú anh chị trở lại với kênh YouTube Sùng Mỹ Linh. Hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Chúc cô chú xem video vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Ôi ôi, trở nặng khó đi lắm. Ôi, lần sau trở ít ít thôi em ạ, đừng chơi lắm. Chơi khó đi, vâng. Ô, con đường quá nguy hiểm các bác. Cháu chơi xin chào các ông các bà. Thì Mỹ Linh đang vào đây các bác ạ. Cháu chơi đây thì các bác cũng biết rồi, cháu là con nhà mồ côi, bố mẹ thì là mất hết rồi. Hôm nay thì Mỹ Linh vào đây thì cũng mua cho cháu một túi thịt ở đây các bác nhé, một túi giò để chờ cho cháu ăn cơm. Bởi vì thước phim trước thì là có một bác ở bên Mỹ mà cô được cái bác đấy được giấu tên. Bác còn nói là thấy cháu chơi ăn khổ quá, cho nên hôm nay là bác gửi tiền cho Mỹ Linh để mua một túi một cân giò cho cháu chơi các bác nhé. Mỹ Linh đang trên đường vào đây thì gặp cháu chơi đang ở dưới đường cùng với các bạn. Thì là Mỹ Linh đã rủ cháu chơi về ăn cơm trưa. Hiện tại cũng là 11 giờ trưa rồi các bác ạ. Cho nên cháu chơi cũng nói là cũng chưa ăn cơm. Cho nên Mỹ Linh sẽ lấy túi giò này cho cháu chơi ăn cơm nhé. Mua rau à? Hả? Ở nhà không có rau à? Thế là toàn ăn cơm chan nước hả? Phải. Ôi ôi, thế là nhà không có rau luôn. Nhà không lột rau gì thật. Không có rau gì các bác ạ. Thế là mỗi cơm không vết. Thế một lần ăn cơm chan nước lá rồi à? Phải. Ôi, sao tối thế? Bên này không có điện à? Ở điện đây chứ. Mà công tác ở trên này à? Phải. À đây sáng rồi. Ôi, thế là một lần con giờ ăn cơm chan nước thôi. Phải. Thế không có rau à? Không. Không á?
Ôi dồi, ăn không có rau thì sao ăn được cơm. Bữa cơm chan nước thế này thì buồn nhở. Cứ bữa nào vào đây bác gặp con tớ ăn cơm chan nước thế này. Thế một lần ăn tòa con được ăn như thế à? Lúc nào có rau thì ăn rau. Lúc nào có rau thì ăn rau à? Phải. Không có rau thì ăn nước à? Phải. Ôi dồi. Bảo lết thì về cho mi ăn cơm mà mi liên bảo cháu này mà mi liên không ăn đâu. Mi liên vừa ăn trưa xong mới vào đây rồi. Thế là con cơm xong thì con đi làm gì nữa? Đi cắt cỏ bò. Đi cắt cỏ bò á? À, thế là một lần một ngày là con đi cắt cỏ mấy lần? Hai lần. Một ngày đi cắt cỏ hai lần á? Phải. À, đi cắt cỏ giúp giúp thím à? Phải. À, ôi dồi ôi, cơm tráng các bác rồi, cơm chan nước rồi. Thế là nhà bây giờ không trồng rau à? Có. Có nhưng mà không đi hái về nữa. Đi nhưng mà do trời mưa quá. Phải. À, trời mưa quá là không đi hái rau được, phải ăn cơm chan nước thôi. Thế là hôm nay là được một cân giò đấy các bác nhé, một tô xanh luôn. Thì hôm nay có một bác ở bên Mỹ sẽ gửi cho con để ít tiền cho chú mua giò về cho con ăn cơm nhé. Cho con ăn tự nhiên đi nhé. Vâng. Ừ, đấy. Thế là cháu chơ một côi các bác ạ. Bố mẹ thì là mất hết rồi. Ông bà thì cũng mất hết nữa rồi, đang ở với cùng thím nhưng mà thím ở nhà riêng ở bên này, còn cháu ở nhà bên này. Hai cái nhà thì cũng cách một bức tường nhau thôi. Đấy, mỗi nhà thì là cách một nơi luôn. Đấy, mình cháu thì hôm nay là Mỹ đi vào đây thì mua giò cho cháu ăn các bác nhé. Thế là ăn cơm xong là chiều lại đi cắt cỏ bò đó. À, đi cắt sao? Không. Không á? Phải. À, cũng gần đây nè. Phải. À, chắc mùa này lấy cắt cỏ ngô đúng không? Cái ngô nào mà bị gió thổi đổ là đi lấy về cho bò à? Phải. À, ăn cơm chan nước này các bác. Ăn nhà thì không có rau ăn nữa. Ăn cơm chan nước thôi. Nhà chắc cũng... Thế là sáng nay nhà con không luộc rau à? Không. Không á? À, thế là có một mình con nên là nhà cũng không luộc rau gì các bác ạ. Ở đây thì thực sự cũng không có mà không thấy gì luôn. Không có nồi rau riếc gì cả. Bác đũa ở đây rất nhiều nhưng mà lại không có rau cỏ gì. Toàn thấy một thùng nước ở đây thôi. Thế đây là bàn thờ của phong tục nhà cháu chơi đấy các bác nhé. Phong tục đây thì là nó khác với phong tục nhà Mỹ Linh. Đây là bàn thờ của mỗi một phong tục riêng, mỗi một dòng họ ấy sẽ có một cái bàn thờ riêng, đấy không giống nhau được. Đây là nhà cháu chơi các bác ạ, nhà cũng khá là, đây là chỗ ngủ của cháu chơi bên này. Quần áo thì buộc hết lên bao tải như này luôn. Thế là bố mẹ mất hết rồi, ông bà cũng mất hết rồi. Thế thì có nhiều thế có nhiều quần áo mặt không? Không. Không á? Phải. À, thế là có mấy bộ thôi? Có 3-4 bộ nhưng mà rách hết rồi. À, có 3-4 bộ nhưng mà rách hết rồi à? Phải. À, thế rách hết thì là con lại không có tiền mua nữa, bởi vì bố mẹ cũng mất hết rồi đúng không? Phải. À, con có nhớ bố mẹ không? Có. Có à? À, thế là bố mẹ mất hết rồi các bác ạ. Cho nên còn mỗi mình cháu ở đây. Đấy, thì mình đi vào đây thì cũng gặp cháu ở dưới đường. Thì là cháu đang đi chuẩn bị đi cắt cỏ. Thì cũng bảo là cháu bảo cho ăn cơm. Cháu bảo là cũng nhà cũng không có rau ăn ấy. Cho nên là cháu bảo đi cắt cỏ về thì mới ăn cơm. Thì mình bảo là thôi hôm nay mới đi mua rau, mua ít thức ăn của các bác ạ. Dọc tiền bên Mỹ thì có gửi Mỹ tiền cho Mỹ Linh để mua giò về cho cháu. Thì Mỹ Linh bảo là cháu về ăn cơm xong thì cháu đi cắt cỏ sau được các bác ạ. Cháu thì rất là hoàn cảnh của cháu thì các bác cũng biết rồi. Đấy, như thước phim trước thì các bác cũng biết là cháu phải đi làm nương giúp thím, phải đi làm thì mới có cơm ăn, không thì lại không có cơm ăn không các bác ạ. Rất là thương cháu bởi vì là cháu không có bố mẹ rồi. Đấy, ông bà thì cũng mất hết rồi, cháu ở một mình một căn nhà riêng ở đây. Thế còn bên nhà thím bên kia nấu chín thì cháu mới đi ăn, còn không nấu thì chắc là cũng phải nhịn thôi, bởi vì cháu còn nhỏ nó không biết kiếm ra tiền để mua gạo mua gì để về nấu nướng đấy, cho nên cũng phải đi ăn.
cho nên là rất là thương cháu các bác ạ. Thế là con ăn cơm chan nước này nhiều chưa? Có. Có á? À, thế là nhà không có rau tỏi ăn cơm chan nước hả? À, thế sang năm con có muốn đi học không? Có. Có á? À, thế thì con bỏ học được bao nhiêu năm rồi? 2 năm. Bỏ học 2 năm rồi á? À, nhưng mà sao lại con không đi học, con lại bỏ làm gì? Không ai cho con đi học à? Không phải. Thế làm sao con không đi học? Bố mẹ mất hết thì con mới không đi. À, bố mẹ mất hết thì con mới không đi à? Phải. À, thế thì bác bảo là sang năm con đi học nhé. Vâng. Ừ, thế trước là con học ở đâu? Trên Sinh Cái. Trên Sinh Cái á? À,